Hello, xin chào các bạn đã trở lại với tựa game Anh cướp đường phố Zion. Và ở tập trước thì chúng ta đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của tên béo Big Smoke. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi nhiệm vụ của tên Rider. Hàng nhà tên Rider đây. Mãi mới bắt đầu tên Rider nữa đấy. Mong ngóng lâu lắm rồi. Bắt đầu nha. Oh shit. Chúng ta đến muộn quá rồi. Khả năng là mình sẽ đi ngủ một chút, tua thời gian đúng giờ nha. Oh, giờ đã là 4:30 rồi đấy, vậy là đã nằm trong khoảng thời gian mà bọn nó yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm nhiệm vụ. Nào, Rider tao đến đây. Home invasion. Ui, nó làm cái gì này? Đào lỗ để hít à? Mày làm gì đấy, đào mộ hả? Nước á? Nước chi vậy? Thằng này phê cỏ rồi. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Oh. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This still overlooking East Beach. Thằng này có vẻ nghiện thuốc. Lúc nào cũng phải cầm thuốc. Catch the motherfucker while in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Khi hắn còn trên giường ngủ, chẳng lẽ lại đi hiếp dâm người ta? Ui dồi, có cái xe to thế. Mẹ, vừa mới vào đã chửi phu cái con cà. Điều đây. Ui dồi, sao cái xe này nó nặng nề vậy trời? Mấy cái thằng da đen này nó mở mồm ra một câu chửi, hai câu chửi. Ghét thật đấy. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Sao nào? Nói chung là yêu cầu là phải làm trước khi trời sáng. Được thôi. Úi trời. Xèo lèo quá nhỉ. Ôi mẹ. Cái màn này khó đi thế. Đi cái xe này bao giờ mới đến nơi đây. Ở ngay dưới kia. Phải đi đường này mới xuống được. Tránh ra, tao đang cướp đây, à tao đang trộm đây. Ôi bà già. Ôi kìa. Mẹ bà già tự nhiên nhảy ra xe. Oh shit, sao đi. Đi lại kìa, đang trộm đây. Oh shit. Rồi cứ phải đi như một thằng trộm này kìa. Đây rồi, đây rồi. Cái xanh xanh này rồi. Lấy nó làm gì đây? Úi trời. Đi này mỏi tay thế mẹ luôn. 6 phút nữa. Shit. Keep it coming, CJ. Còn đâu nữa? Đưa cái cửa cho nào. Oh fuck. Tự nhiên đi qua cái cửa để chạy. Tí rồi thì chết. Ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá trời. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, nặng quá, nặng quá. Không biết do đi chậm này là do nặng hay là do sợ tiếng động này.
Ông chạy như vịt thôi, mạng đâu rồi. Ôi dồi ôi, sốt ruột quá. Ui, tôi cửa là không đi được. Chẳng lẽ tôi lại phải lên gác. Ui dồi, tí nữa thì toi. À được rồi, có một cái. Bộ được cái mặt nạ trùng gớm thế mẹ. Ui, thằng này như kiểu là một thằng gọi là lính đi chiến tranh về nhỉ. Nhà cửa như cái lô cốt đủ chưa? Còn nữa, vẫn còn cái đó, hình như đọc là o, nghĩa là hoặc là đi về luôn được. Thôi trót vào nữa rồi. À hay lên thử phòng nó xem đi. Xem nào. Tao không biết mình ngủ đâu. Đây, khả năng mày ngủ trong phòng này. Tao biết chứ. Ây da. Đĩ mẹ lắm đấy. Nào, buồn hòm. Ui, cái ảnh trên tường khiêu dâm thế là trời. Ui, cửa đóng nhẹ nhẹ thôi nhá. Ui giời ơi. Xong cái này về luôn đi thôi, không đi nữa đâu. Mỏi chân mỏi tay lắm. Ui, kia thùm 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 thế này. Trời ơi. Nào, lên lên cửa. Xong rồi, đi về thôi. Về rồi, đủ rồi đấy. Còn hai hộp. Còn hai thùng nữa. Một cái ở hành lang, một cái ngay trong phòng ngủ. Thôi, đi về thôi. Now we straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard. Family turf we could use. I'm on it. Seriously, buddy, man, you gotta give up those sticks. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Cho tao sang nào. Give up being a buster. Hold it right there, homie. Oh fuck, đi nhầm đường rồi. Không phải trở về nhà mà trở đến đâu ấy. Trong nhà kho. Ui cái. Vãi đái. Bình tĩnh thôi, người bỏ qua cái chỗ này được. Quá là nhiều tiền, trời ơi. Năng nhặt chặt bị mà lại. Ôi, 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 ôi. À, đến gần tiệm cắt tóc. Chắc đi cắt tóc. Anh cứ tưởng đập đầu cái cửa. Đây, xem xong rồi nha. Tao bảo mày đơn giản lắm. Ok baby. Khi không nhận nhiệm vụ thì bạn có thể đi vào ăn cắp những cánh cửa. Những cánh cửa mà bị phá vỡ như này. À, có nghĩa phá vỡ cửa. Cần là có cái xe đen như thế này để đi chở đồ ăn trộm. Hay đấy. Okay, look, I'm tired. Mệt I'll rồi. Hẹn gặp lại sau nha. Just think about what I said. Ôi trời. Ơ, nó đi mất luôn. Bô khỉ. Đây, mở cái xe đạp nào.